mang tâm sự từ thổi, yêu đôi tay mềm những nơi đâu mà tìm. Hàng Rào Nhật Vũ xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay giới thiệu đến các bạn một cặp Onkyo F77 và âm ly Sunsui Alpha 607. Hai cái món này đều có một màu đen tuyền nha các bạn. Cái phần âm ly mặt đen bóng với bề ngang kích thước là 45cm, khá lớn. Các bạn có thể thấy không, cái mặt đen bóng và còn rất là mới. Alpha 607 với bề ngang 45cm. Chiều cao của cái âm ly này luôn cả cái phần chân đế là 18cm. Và cái phần chiều sâu của nó luôn cả cái phần nút và cái phần vách bắp chuối dài ra phía sau. Thì cái tổng kích thước của nó là 45cm lận nha các bạn. Nhìn rất là đẹp, nhìn rất là sang trọng khi để trên kệ. Mình đang đánh với cặp loa F77 160W 6 ohm, đánh cái dải từ 30 tới 20 kHz, 3 đường tiến, bass 25cm, gân vải còn rất là mềm, cùng với màn loa bằng sợi carbon. Màn loa bằng sợi carbon nha các bạn. Đây, một cái công nghệ nổi tiếng của Onkyo. Và phần mic giấy dầu, gân vải 12cm, 12 xăng. Phần kép này 4cm, cũng là bằng giấy luôn nha các bạn. Tất cả đều có cái khung nhôm, khung nhôm nha, bao quanh, nhìn rất là sang. Mỗi loa có chiều cao là 56cm, bề ngang 33cm, và chiều sâu luôn cả phần lưới là 28cm. Cân nặng mỗi loa là 11kg. Ngoại hình còn rất là mới, khá đẹp mắt để chúng ta trưng bày phòng khách trên kệ TV. Viền loa này, khung này bằng nhôm, sáng đẹp. Loa còn góc cạnh không bể nở. Đó các bạn, các bạn thấy rất là rõ không? Và âm ly cũng vậy, âm ly còn khá là đẹp. Các bạn có thể kết bạn Zalo Facebook của mình bằng số điện thoại để các bạn có thể tham khảo thông tin kỹ thuật của những cái dàn này trên Facebook hoặc Zalo chi tiết hơn. Đây, mình sẽ đăng bài trước và làm video clip sau. Chẳng hạn như con Alpha 607 này ở trên phần Facebook của mình. Đó các bạn. Và cặp loa, cái thông số kỹ thuật nó cũng có đầy đủ ở trên đây. Mình xin tóm tắt nhanh cái phần của âm ly này nha. Alpha 607, các bạn hãy phân biệt dòng Alpha khác với cái dòng 607 trơn nha. Cái dòng 607 Alpha này là cái đời mới hơn, được thiết kế ngoại hình cái mặt đen bóng, nhận biết là mặt đen bóng, cùng với công nghệ cân bằng nè, cân bằng ít mạch, bo mạch cân bằng, phân biệt trái phải rất là rõ ràng, không có để mà nó hạn chế cái độ nhiễu cái phần bo mạch của nó nè. Tăng phô rất là lớn, tụ cũng lớn và phân tách trái phải riêng biệt. Đánh 8 sò than Toshiba nha các bạn, đánh 8 sò than Toshiba. Cái thế mạnh của cái dòng Sunsui Alpha 607 đầu tiên các bạn có thể cảm nhận được đó là cái phần âm chép rất là sáng, cái phần âm chép cao rất là sáng, rất là sạch, nghe rất là rõ những cái tiếng nhạc cụ, guitar, hòa tấu vân vân, nó rất là tí tách, nó rất là riêng biệt. Cái phần bass thì phản xạ nhanh, nó không xuống quá sâu nhưng mà nó đánh nhanh. Chúng ta tiếp tục vào những cái bản nhạc trữ tình nha.
Sorry các bạn, mình đang chỉnh một bài nhạc đây. Chuyện hoa sim Như Quỳnh. Công suất của âm là 240W. Mỗi loa này 160W. Amply Alpha 67 có thể đánh tốt những cái cặp loa 3 tấc. Âm chép rất là cao, rất là chi tiết. Và công suất này chơi có thể chơi cái phòng tốt, phòng 40m2 đổ lại nha các bạn. Chúng ta tiếp tới một cái bài nhạc thiên về nhạc cụ nha, hòa tấu. Thiên về bass nha. Mình đang để chế độ cân bằng đó các bạn. Và chỉnh la, bấm la nét lên.
mời nhạc sôi động. Peace up, peace up. Yeah, yeah. Hôm nay giới thiệu đến các bạn đầu Amly Sơn Xui Alpha 607 cùng với cặp loa Onkyo F77. Các bạn hãy xem cái thông tin chi tiết giá thành ở bên dưới cái video này hoặc là kết bạn Zalo Facebook của mình để tham khảo thêm về hình ảnh và thông tin kỹ thuật. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi.